Chào mừng mọi người đến channel của gia đình nha. Hôm nay mình xin giới thiệu với mọi người những cái mẫu bàn thờ cao cấp. Thì đầu tiên là mình sẽ giới thiệu cho mọi người cái mẫu bên tay phải của mình đây. Giá của nó là 11.300.000, kích thước là chiều ngang là 68, chiều sâu 68 và chiều cao là 1m08. Và cái bên tay trái của mình đây, giá của nó chỉ có 7.700.000 thôi nha mọi người. Kích thước là chiều ngang là 60, chiều sâu 60 và chiều cao là 98. Và tại sao nó lại chênh lệch giá nhau như vậy? Thì ở ngoài thị trường nó cũng rất là nhiều giá như vậy. Nhưng mà cái mẫu hôm nay mình giới thiệu với mọi người ở đây là một cái mẫu bản mặt dày. Tức là mặt nguyên tấm là một chuyện, nhưng mà mặt phải dày nữa nha. Và là dày tới 3 phân lận. Thì đầu thường ấy, thì mọi người có thể thấy là toàn bộ những cái thiết kế của cái bàn thờ thần tài đây cho mọi người xem. Thì kiểu này thì như mọi người thấy ở trên thị trường ấy, nó là kiểu kẹp rẻ dày. Đó, mọi người thấy không? Ở đây nó sẽ ghép bằng hai tấm. Và điểm dễ nhận biết ấy, là khi mọi người có thể thấy là cái đường vân này nó không chạy xuống dưới, là nó chạy tới đây thôi. Ở dưới là một đường vân khác. Đó. Và dễ dàng hơn nữa thì mọi người có thể thấy là phía đằng sau này. Đó. Thường thì kẹp giả dày ấy, thì nó sẽ có hai cái khắc rõ ràng như vậy luôn. Và trong khi đó ấy, hàng mình hôm nay giới thiệu cho mọi người đây là một cái sản phẩm rất là cao cấp. Tại vì sao vậy? Tại vì cái mặt này á, mặt của nó là mặt nguyên tấm dày 3 phân luôn nha mọi người. Đó. Cũng là cùng mặt nguyên tấm nhưng mà cái độ dày mọi người thấy không? Nó dày đến tới 3 phân lận luôn nha mọi người. Rất là dày nha. Và để làm sao mình biết được cái này là mặt nguyên tấm hay không? Thì như lúc nãy mình nói với mọi người ấy, là mọi người sẽ coi những cái đường vân này. Đó. Đây. Đó. Thứ nhất là vân này mọi người thấy không? Nó chạy hết trên mặt luôn. Nó chạy từ dưới chạy lên trên mặt luôn mọi người thấy không? Đó là cái thứ nhất. Và điểm thứ hai ấy, là rất là dễ là ở phía đằng sau này. Đó, mọi người thấy không? Ở phía đằng sau ấy thì nó sẽ không có kẹp như kiểu kia. Tức là chỗ này nó sẽ là một tấm nguyên tấm dày 3 phân luôn. Và ở trên đỉnh cũng vậy luôn nha mọi người. Mọi người thấy không? Trên đỉnh này cũng là một mặt nguyên tấm dày 3 phân luôn. Và cái đường vân này, mọi người thấy không? Vân nó sẽ chạy từ trên mặt chạy xuống dưới luôn này. Nhưng mà coi cái đường vân trên mặt này chạy xuống dưới thì đôi khi thì nó có bị lệch nha mọi người. Chắc ăn nhất ấy, thì mọi người cứ theo các cái kinh nghiệm của mộc ấy, là đường vân này nó sẽ chạy lên trên đây là cái thứ nhất. Cái thứ hai ấy, là mặt phía đằng sau nó sẽ là nguyên tấm như vậy. Để mọi người có thể nhận biết rất là dễ dàng là những cái mặt nguyên tấm. Tại vì những cái mặt nguyên tấm này nó sẽ rất là giá trị nha mọi người. Mặt càng dày càng giá trị. Thường ấy thì những cái mặt này ở trên thị trường nó chỉ làm dày là khoảng 6 ly thôi. 6 ly thôi nha mọi người, rất là mỏng. Nhưng mà thiết kế thêm hệ đỡ nữa nên mình có thể để được rất là nhiều sức nặng nha. Đây, cho mọi người đi xem qua một vòng của cái bộ này. Thì mọi người có thể thấy đấy, cột này là cột 12, đắp nổi lên là 16. Kiểu này là kiểu rồng đẹp mây này mọi người thấy không? Rồng đẹp mây này, cưỡi lên này, đẹp, rất là đẹp nha mọi người. Chạm này rất là sâu nha, chứ nó chạm thì rất là sâu và đục thì rất là có hồn, tại vì mình sẽ phải xử lý thêm bằng tay nữa. Đây, cho mọi người xem thêm phần còn lại của con bên này luôn. Đó, rất là đẹp không ạ? Đục vảy ra vảy này. Đục chạm rất là sâu nha. Và giá thì rất là rẻ nha mọi người, chỉ có 11.300.000, tại vì giá này là giá khu làng nghề của Mộc mà. Rồi, phía bên trong thì mọi người có thể thấy là những cái vách viền này cũng rất là dày nha. Điểm chạm chữ phúc này, dưới là 6 đồng tiền này. Hai bên thì sẽ chạm hai con rồng nhỏ. Và ở phía dưới nó thì mình sẽ có thêm một cái bệ nữa để cho thêm phần trang nghiêm nhá. Và mấy mọi người để ý thêm một thằng nữa thì mọi người sẽ thấy những cái mặt này của bên nhà Mộc hoàn toàn là xài vân cây rất là đẹp không ạ. Ở phần phía dưới nữa thì mọi người có thể thấy là chân này là chân 12, đục móng sâu rất là đẹp không ạ. Chân 11.5 mọi người thấy không, nhưng chính xác của nó sẽ là 12, tại vì lúc nào cũng vậy hết. Khi mình đục vô thì nó sẽ mất đi một ít nhá. Về phía dưới nó thì có một cái mâm cúng mà rất là đẹp không ạ, rất là đẹp không ạ. Đây, cho mọi người xem nốt cái phần bên hông này. Phần bên hông cột này, mọi người chạm trục chém đẹp không? Đó. Rất là sâu nha. Về phía bên hông nó thì sẽ chạm chỗ này là hoa sen. Ở phía bằng sau cuối cùng mọi người thấy không? Mặt tấm liền, rất lớn.
Và chất cây như Mộc nói với mọi người, chất cây của cái bàn thờ thần tài này là 100% gỗ gõ đỏ nha mọi người. Và mình cũng giới thiệu sơ qua cho mọi người cái size bàn thờ này luôn nha. Tại vì xét về độ tuổi thì hai cây đều xài 40-50 năm là chuyện bình thường nha mọi người. Tại vì chất cây của nó cũng là chất cây gỗ gõ đỏ 100% luôn. Đó, và các cái nét đục chạm thì mọi người có thể thấy đục chạm cột này là cột 10 thôi. Đấy. Nhưng mà làm cũng rất là đẹp phải không ạ? Và giá thì rất là mềm nha mọi người, chỉ có 7,7 triệu thôi nha mọi người. Đó, mặt trong cũng là vân cây lựa hết nè, rất là đẹp phải không ạ? Dưới có mâm cúng mà. Rồi. Nếu mọi người cần tư vấn gì thì mọi người cứ gọi Xuân hai bên dưới cho Mộc nhé. Và đừng quên là những cái sản phẩm như vậy thì bên Mộc sẽ phải nhận đặt thi công. Thì thường thì sẽ thi công trong vòng khoảng tầm 2 tuần, 3 tuần là sẽ xong thôi. Đấy. Thường thì sẽ là 2 tuần nha mọi người. Rồi. Nếu thấy channel của mình hay, đăng ký ủng hộ channel của mình nhé. Cảm ơn và chào mọi người.